Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamo TV. Pizza. Lâu lắm rồi anh em mình mới được ăn hôm nay nướng một quả xả lắm mọi người ạ. Anh em mình vừa đi kiếm được cái đùi chuột siêu to khổng lồ. À đâu, anh em mình vừa dùng cỗ máy của Doraemon để phóng một con chuột bé ra thành một con chuột rất là to. Đây là hai quả đùi sau của con chuột. Mình sẽ đi, anh em mình sẽ nướng nó lên và thưởng thức nhé mọi người nhé. Thật ra là dịch giã quá, anh em mình đi chợ mỗi ngày thì được một lần mà đi chợ thì giá có cái gì cả. Máy thế hôm nay có nửa, không phải nửa mà 1/3 con bê. Thế nên anh em mình quyết định là lôi về ăn dần. Nướng lên xong rồi còn đâu chén xong rồi còn đâu để tủ lạnh để ăn dần nhé mọi người nhé. Bên này thì mình chưa ướp một cái gì cả. Để đây để vừa nướng vừa ướp anh nhỉ? Không, bây giờ sẽ nướng mọi trước. Nướng mọi trước tức là nướng không cho gì, xong rồi đến lúc gần chín xong bắt đầu mới ướp nhá. Cho lên lò đi. Ok đây anh ạ. Đấy, lâu cái con lợn bò chết. Rồi là đợi và kia thôi, chờ thôi. Mình sợ nóng quá đấy. Ui da, nước ướp chế hơi bị thơm anh ạ. Cái này phải cho ra mới ướp được nhé mọi người nhé. Đặt cửa. Ui da. Ok đấy anh ơi. Có làm miếng bê thì nó cũng khá là nhanh chín đấy. Có làm miếng bê nóng không anh? Bên nóng nè. Bên nóng. Ngớp đi, ngớp đi. Em ngớp nha. Mất là mỡ miếng. Úi dạ. Bốc tay mà sát vào. Từ đã. Đấy. Nó rất là mềm nhá mọi người nhá. Đấy, thấy chưa? Thế nên là cũng khá là nhanh chín đấy. Nước ướp này hấp dẫn này, em thì thơm lắm. Tuyệt vời chưa? Dự là món này sẽ ăn khoảng tầm 3 ngày nha mọi người nhé. 3 ngày kéo không hết cả nhà ăn đấy. Đấy, nào, lật. Lật. Đấy, rồi, cứ vào đây đi. Hấp dẫn là phết ấy. Ui, nó nổ ra này. Nó nổ ra này. Sướng nhở? Nổ ra đấy. Tuyệt vời chưa? Thịt bê này được cái là nó mềm. Mà ăn nó, nói chung là thịt bò với thịt bê ấy, thì mỗi loại có một cái vị nó khác nhau. Rồi, chập cho nó thấm gia vị. Anh đùi bên kia đi, em đùi bên này ạ. Đũa không chập được nha, nó mềm lắm. Rồi, nào lật lại, chập phần đùi trên. Xuống nhỉ? Cái này không biết là thái lát ra cho mồi ăn lẩu ngon không anh nhỉ? Này, nhìn sụp này. Tớ nướng rồi còn lẩu gì nữa. Trời ơi, lợn cái bóng âm mà. Rồi, ok, nào, nhanh lên. Dự kiến là khoảng tầm 15 đến 20 phút nữa là chén được nha mọi người nhá. Ui, sắp được rồi mọi người ạ. Nào, lật thử cái mặt chứ. Ây à, đỏ đẹp nhờ.
lấy bát bát dầu đây đi. Mình nghĩ là chín rồi đấy mọi người ạ. Tuyệt vời lắm. Bát dầu ấy. Đây. Thế chưa gì. Đấy lá cây. Đấy, rác ở kia kìa. Đấy. Đấy. Rồi, quét thêm một tí dầu nóng cho nó ngon nha mọi người nhá. Đấy, tuyệt vời. Nó hâu hâu nhỉ. Thịt bê thì nó thường hay như thế này nha, nhưng mà thực chất là nó chín rồi chứ không phải đỏ là nó không chín đâu nhá. Cảm giác như hai cái đùi nai ấy nhỉ. Hãy nhìn thịt nó mềm ngon lắm. Ok. Mình cứ tưởng là sắp được ăn rồi. Lúc nãy chưa xẻ nó ra. Cũng lâu chín đấy mọi người ạ, ở trong còn sống nguyên đây này. Đây, thấy chưa? Bây giờ phải xẻ nó ra cơ. Ở ngoài chín nó đẹp rõ ngon rồi, thế đây. Này. Ôi, nhìn là muốn tợp rồi. Mời mọi người nhá. Nhưng mà vừa chín có tí ở ngoài đầy mặt rồi. Giờ phải xỉa nó ra như thế này. Này, sống nguyên ở trong à. Ở trong sống nguyên nhá. Chắc ở bên này người ta để tủ lạnh mất rồi. Sống nguyên. Nhưng rất là ngon. Mình sẽ khứa nó hết ra đi. Cho nó mau chín. Lật đây mau đệ ơi. Lật. Ok. Ui. Mới tái à anh? Còn sống nguyên đấy. Thế bảo 15 phút nữa được ăn. Tính nhầm tí. Tưới nước tương gừng à? Tưới nước cốt à? Ui okay. Xà. Mặt này quá là đẹp, tuyệt vời. Đấy. Mặt dưới không ổn lắm. Ui thơm rồi. Thôi đợi. Ui cha. Nào, lật cho mọi người xem nào. Đấy. Ui. Hơi cháy một tí. Không cháy đâu. Ngon nha mọi người nhá, tuyệt vời đấy. Thơm nha. Xem mặt trên nào. Mặt trên này mới đẹp anh ạ. Mặt trên này nhìn mông mà anh ấy khô. Ok lắm. Ok đấy. Tuyệt vời không mọi người? Dạ. Chén. Tên. Đấy. Bây giờ sẽ kiểm tra xem cái món bò Dubai của anh em mình thế nào nhá. Bê Dubai. Tuyệt vời đấy em ạ. Ui da, nóng. Ui cha, cái đấy ngon nhá. Ôi, vẫn bốc hơi, đây. Mời cụ. Mời tất cả mọi người nha. Phải làm rồi, xem nào. Cái này nhìn như kiểu thịt là thịt nai, thịt hoắng gì ấy. Chấm không? Ngon. Đây là con nai rừng. Mềm quá. Mềm không? Ừ. Ngon đấy ạ. Ai. Ngon đấy. Ui đấy, thấy chưa? Ui thịt nó mềm ăn. Tuyệt vời đấy. Ngon quá. Wow. Mời mọi người nhá. Tuyệt vời. Ok lắm ấy. Nó lại ok hơn cả thịt bò ấy. Nó mềm, nó ngọt lắm anh nhỉ. Háo à. Ngon mọi người. Ừ.
từ từ. À, thịt bê thì thường nó sẽ mềm hơn, nó ngọt hơn. Còn thịt bò nói chung là mỗi thứ nó ngon một vị. Những con bê đực ấy, thường thì đến cái tuổi này là người ta sẽ thịt để bán thịt. Còn những con bê cái ở trên mình là gọi là miền đất của bò. Đấy. Bà Vi còn bò vang mà. Thế nên là rất là nhiều những con bê mới lớn là được tức là bê cái thì giữ lại, bê đực thì bỏ. Có những con bê đực gọi là dòng giống tốt hoặc là nhìn nó đẹp ấy, thì sẽ được giữ lại làm giống. Đấy, gọi là tại mấy con đấy được ăn sung mặc sướng lắm. Đấy, còn bê cái thì sẽ được để sinh nở tiếp và lấy sữa. Mấy con đấy miền đất ăn của cám, cám là phải cám vip, cỏ phải cỏ ngon. Bê tương tương. Nhưng mà đại ca này là mà đại ca, nếu mà là bò là không được chọn làm giống đâu. Tại bò là khỏe con nào to bò rồi mới được làm giống. Giống tốt đâu phải là cứ to. Hàng xóm nhà to mà ốc bằng quả nho, bò cà nhá to dã man, còn đấy mà ăn đủ nhiều. Ô, ăn bộ cào nó hết rồi. Mọi người biết tại sao hôm nay anh em mình ăn to này không? Đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của anh em. Bữa ăn cuối cùng. Bữa ăn cuối cùng ở nhà này. Đấy. Đây sẽ là bữa ăn cuối cùng để anh em mình chuẩn bị đi cách ly nhé mọi người nhé. Anh em mình sẽ đi cách ly ở một nơi khá là xa. Không biết là mọi người có thôi buồn lắm. Đi cách ly nhưng mà chỗ cách ly là mình tự chọn đấy. Đó, tức là sẽ đi cách ly ở cách ly picnic. Thật ra là dịch trước thế này làm món ăn nhiều mọi người cũng hay nói. Cứ bảo anh em mình là suốt ngày ăn uống, cả nước thì đang dịch. Nhưng mà anh em mình làm ẩm thực, không làm ăn uống thì làm cái gì. Với lại không cảm ơn mọi người đã góp ý, anh em mình sẽ chuyển sang một chủ đề khác. Sinh tồn, cách ly và những video hài nhé mọi người nhé. Sẽ không còn những video ẩm thực như thế này nữa. Những video ẩm thực chắc mọi người cũng xem mãi cũng chán rồi. Nhưng mà ngon mà. Đấy, như thế này nhá. Xem thế này nó kìa. Ôi đúng rồi đấy, anh nhắc em mình nhớ. Phải làm những bỏ cuốn cải. Đấy, sao? Nó mới gọi là da gì. Bê quần lá cải. Cực kỳ ngon. Tại vì da thịt nó mềm. Là chín hết rồi nhá mọi người nhá. Mình muốn nướng chín hết cho nên là nó hơi cháy ra một tí. Còn không á thì nó sẽ đẹp hơn. Này, anh này. Hút cuốn vào nha. Già gì lắm đấy. Rau gì? Trời. Ngọt quá. Sắp tới anh em mình sẽ có những dự án gọi là siêu kinh điển đi trốn dịch ở một nơi, không phải một nơi hoang dã như hôm trước, tại vì bây giờ không đi đâu xa được, anh em mình chắc ra đồng thôi. Nhưng mà ra đồng kiếm đồ ăn hơi bị vui đấy mọi người ạ. Mà đấy đánh bắt các kiểu, con đàn điểu, bồ, đảo, các thứ, các kiểu. Phải kiếm được một chỗ như năm ngoái mình trốn dịch, nhớ không? Ê! Quả cống á. Em có một chỗ kinh điển. Chỗ gì? Quần kèo. Quần kèo thì... Nhưng mà... Ở đấy nó nhiều
nhiều đồ ăn lắm, câu các thứ các kiểu luôn. Con keo ở đâu? Ở đó, úi trời ơi. Thấy chưa? Đây, à, pha ra cho mọi người xem quả đùi của anh em mình nhá. Hích trọng. Không cần phải. Nó nhiều lắm. Rồi chuột đấy. Nhấc lên là rụng ra nhỉ. Thịt nó mềm. Nhấc lên chuột là kiểu. Hích trọng. Thế mà nhiều người sợ con chuột nhỉ. Mời mọi người nhá. Nào, dô. Không được à? Anh báo đi. Anh dô trong tôi ạ, em cắn nhá. À, dô. Dô. À. Cắn miếng. Đi nhà là. Bề xỉ còn thảm quá rồi. Không biết cắn chỗ nào cho nó hấp dẫn ở đây. Chỗ này, chỗ này. Mày mày lấy lá cải, mày quét quét cho tao ít tương vào đây. Đây này, chỗ này này, chỗ này. Đấy, quét ít tương vào đấy. Nhiều vào gì sụt sệt thế nhỉ. Đấy, thôi, ok. Mỏng quá. Thịt ngon thế. Bữa ăn cuối cùng đã mọi người ạ. Tuyệt vời. Tuyệt con nhà bà vời luôn. Anh ơi. Sashimi. Cả nó đấy mà. Mù tạt. Này, anh ăn trống cơ, không có gì. Ăn trống ăn nhiều à? Thằng quân ấy. Không được trống. Anh lấy cái mới mà xem. Chưa. Ăn hằng quân ấy. Thì ăn như nào? Ăn sống. Ăn là nguôi đi, nguôi đi. Không có gì này. Không. Lá cải này ăn rất là ngon đấy mọi người, mình thích ăn sống á. Nó kiểu như lá già này. Mù tạt ạ. Lá già này, ăn nhiều. Mày để tao nuốt nốt cái. Ăn nhiều vào. Nó kiểu như mù tạt đấy, ăn rất là ngon. Sống quá đấy. Vòng vòng vòng. Em mua con dao, em ăn con lá cải đó. Dao làm gì? Ủa, em quét tay này. Không phải dao. Tuyệt vời, ăn kiểu này ngon hơn. Lai 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 lai. Là ngon. Nào. Nhưng em phải đặt xuống em mới ăn được. Màu đệ nó yếu. Có ít nhỉ. Vàng dài thế. Quả đít nó ngon mọi người ạ. Mày ăn đít không? À. Cắn miếng đít rồi nhau. Đâu chẳng ăn ăn đít. Nè. À, ngon cực. À. Ba phê luôn. Ok không? Ok đây ạ. Wow. Hôm nay ăn uống mà vất vả quá mọi người. Nóng quá. Quên. Đấy. Mà bây giờ uống bia rồi. Đấy. Coi. Coi cho. Coi luôn. Ăn uống toát mồ hôi. Chấm chấm. Chạm chưa? Chạm tương chưa? Chạm rồi. Đây. Đây. À. Hơi bằng. Ôi dai á. Độ nhá của anh răng giả mà tốt phết nhỉ. Chỗ này nó hoạt động nhiều ra, khá là dai mọi người. Cái thịt này là cái thịt dài của nó à, đang cứ mạc của nó. Tóm lại hôm nay ăn phê anh nhỉ. Ngon. Thế nào ăn uống mà mệt nhờ, toát mồ hôi. Quên là ngày hôm nay mới là cần có nước. Đúng rồi. Hôm nay nước anh em mình lạnh san hô luôn. Đây anh để chân ghế đây thì trắng được à? Ừ. Hay chỉ nước cơm nước lên tắm nhờ. Đáng nhẽ bể bơi của anh em mình hôm nay phải có nước. Nhưng mà nhà đang mất điện. Không bơi được nước.
Món ăn này khá là tuyệt vời. Ăn giống bỏ khô. Khá là tuyệt vời nhé mọi người nhé. Ở dưới chân này, những cái thịt nó rất là mềm nhé. Đấy, khẩy được ra này. Cần guốc ngon nữa rồi. Mềm nhưng mà nó không có cân. Thực sự khó khăn. Chỗ nào này? Chỗ nào mình chưa ăn nhỉ? Những cái chỗ này nó mềm thì quần lá cải ăn ngon rồi. Nhất. Mềm quần lá cải. Uầy, chứ bây giờ ăn mà vất vả như này. Ui trời ơi, anh ơi nhìn ơi. Thôi, clip cuối cùng của anh em mình xin tạm dừng tại đây này. Đây sẽ là clip cuối cùng anh em mình làm về đồ ăn uống to nhé mọi người nhé, để chuẩn bị đi cách ly. Xin phép mọi người là mình sẽ kết thúc clip ở đây. Những cái này để sẽ giữ chữ đồ ăn trong mùa dịch này. Anh em mình sẽ tí nữa sẽ làm khô nó đi hoặc là để tủ lạnh để mai sẽ bắt đầu đi tránh dịch. Khác biệt. Khác biệt lắm. Ok. Đấy, sẽ làm đồ ăn giữ chữ nha mọi người nhé. Đấy. Nếu thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại anh em mình một like, một share, một comment, một đăng ký kênh ấn chuông bên cạnh nhá. Nhớ theo dõi anh em mình đi cách ly. Chào tất cả mọi người. Bye bye mọi người nha.